À vâng, xin chào tất cả cô chú ấy, chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. À, hôm nay cũng nói về câu chuyện của bà Loan Phú Thọ. À, sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em nghe một vị khán giả chia sẻ bài thơ về mẹ con cô Lan Lịch và với cô Loan. À, sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em. À, vâng, cháu cảm ơn cô đã chia sẻ bài thơ rất là sâu sắc và nhiều điều ý nghĩa. À, sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em nghe chị Hồng với bà Loan trò chuyện. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ. Ông các bà ấy bảo bà cứ yên tâm, mấy các cháu cứ yên tâm, cái này là chúng em lo, bà không phải lo cái gì cả bây giờ, nhưng chúng em phải xin ý kiến của bà với các cháu. Dạ. Thì là để chúng em tự chúng em lo, người thì bún, người thì chó, người thì rượu, đây đại khái là các thứ được kệ chúng em. Không, bà mẹ con nhà bà không phải lo cái chuyện ý. Thì nói thật là mẹ con nhà cô là cũng phân vân lắm. Vâng. Phân vân lắm, cũng suy nghĩ lắm. Vâng. Bây giờ tại sao mà anh em dân làng thôn trên xã dưới, người thì ủng hộ gạch, người thì ủng hộ cây cọc, người ủng hộ đủ các thứ thế này, mình không có một cái gì thì tự mình lại suy nghĩ lắm, thì cũng không dám nhận đâu. Thế nhưng mà các ông các bà và phải làm chứ không làm cũng được. Thì là xong cuối cùng là mấy mẹ con mới bàn nhau với bà thôi, bây giờ các ông các bà đã tận tình thương mẹ như thế thì thôi mẹ cứ chấp thuận mẹ nhận đi, thì để cho chúng con nói với các ông các bà ấy. Thế xong thì quyết định thì là đến hôm mùng 8 thì là làm một cái lễ để biến báo cho tổ tiên. Vâng. Thế nên đến hôm mùng 9 là làm thì là xong, là đến tối mùng 9 là nó du ập hết. Xong thì sáng đến là các ông các bà ấy đến, các bà bảo nó phá thì mình thi, không lo cái đấy. Thế là từ hôm ấy là các ông ấy là phải nằm canh giữ ở đây. Ừ. Mấy ông là phải nằm canh giữ cho. Thế vâng. Thì là
bây giờ là hoàn chỉnh, ngày hôm qua là hoàn chỉnh rồi. Thế Vâng. nhưng mà thôi, ba cháu Thắng về đây, mấy 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 các cháu về đây là cũng động viên bà, rồi nói cũng trao quà cho, trao tiền đọc tên của từng một người một, là Vâng. cũng tất cả là cũng đông lắm. Cái lúc mà đông quá đông ấy thì là tại sao mà xong rồi đến lúc ấy đông lắm, hôm ấy hôm qua cũng đông lắm, thì cháu Thắng nó quay rồi cháu Hiếu nó quay đấy, nhưng mà thế nào xong nó lại sập binh như là thế nào, mất nhất mất Vâng. đi mất. Thế là xong đến cuối cùng là cháu mọi người lại về hết rồi thì là lại cháu lại bảo mất rồi, bây giờ phải làm lại. Thế là xong đây cháu lại mới làm lại đấy. Thế Vâng. cho nên là thôi bây giờ cô nói thật với cháu này, để cháu cũng như tuổi con cô thôi, Vâng. thì thôi bây giờ tất cả dân làng rồi cộng đồng mạng kênh của cháu là cho cô gửi lời là cảm ơn rất nhiều, mà cô không biết nói gì nữa, cháu chỉ có một lời là cảm ơn rất nhiều các cháu đã giúp đỡ cô, để cho cô có gian nhà cô ở để lấy chỗ thờ chồng, rồi tổ tiên cô là cô mừng lắm rồi. Vâng. Còn thì bây giờ còn những cái thiếu thốn những cái gì thì thôi để cho cô với các em là tính dần lo dần, chứ còn lo ngay bây giờ là cũng không, cô cũng không có để mà lo đâu. Vâng. Thôi cô cứ cố gắng. Cháu chỉ biết nói với cô như vậy thôi, nhưng còn cái nữa là cái quan trọng nhất đó là gì? Bây giờ cô cũng đã được ổn định rồi. Thì cô ổn định thêm một tí nữa thì là cô phải suy nghĩ ngay đến cái việc mà cháu vừa nói với cô, đó là những cái thứ Có mà chú ý làm cho cô cái được đấy là như quan, vậy thì cái đấy là quan trọng lắm cái đấy quan rất quan trọng đấy cô ạ. cháu Nhưng mà ạ. nó cực kỳ cần thiết, tại vì làm sao cái Đúng hoàn đúng. cảnh của cô, cái gia cảnh của nhà cô nó không như những người khác, thế nên là Đúng. như vậy thì sau này các chị em đó, ba cô con gái của cô mới có cái đường để đi về, để có Đúng muốn đúng. có lòng thành, có cho thắp cho ba mình nén nhang thì cũng phải được đi về, nhưng đây không được về. Ví dụ như các cháu ngoại cũng muốn đến với bà cũng không đến được, đúng không cô? Cho nên là con mong cô mạng đó thì cái đấy mà cái mấu chốt nó là như vậy, thì cô phải nhờ chú luật sư làm đúng như những cái gì mà con vừa nói chuyện tâm sự với cô, là phải làm cái di chúc để lại cho ba cô con gái, và cô phải nhớ là nhờ chú là cái nhà đó là nhà thờ, thêm chữ nhà thờ vào nữa thì không làm gì được cô nhé. À, cố gắng Rồi, cũng là còn cô lại hiểu, cần cô thiết hiểu rồi. mạnh dạn nói với con, không cô không phải ngại cô Loan ạ. Không không lo, Tạ nghe, cô hiểu rồi. hôm nay cháu bận quá, cháu bận quá đâm ra là cũng muốn về với cô, nhưng hôm nào mà xong xuôi tất cả mọi cái rồi, đẹp đẽ rồi thì chắc chắn là cháu sẽ về với cô một lần nữa, yên tâm nhá, bỏ không bỏ cuộc đâu, cô yên tâm là cháu bỏ cuộc đâu. Đi đến cùng cho bao giờ mà cô thành công được nữa thì cháu sẽ dừng nhá. Rồi, thế cô cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng, thì cháu cảm ơn cô nhá, chào cô nhá. Dạ. À vâng, cũng cô chú anh chị và các bạn cũng nghe chị Hồng trò chuyện với bà Loan như nào và ra sao đúng không ạ? Sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em đi vào bên trong nhà bà Loan, mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngôi nhà của bà Loan, xem tình của bà Loan đến đâu và có thiếu thốn gì hay không, thì sau đây cũng mời tất cả bà Loan như là người con gái bà Loan tới và ngôi nhà của bà Loan xem là có thiếu thốn hay như nào không, thiết bị trong nhà như là có đầy đủ hay không, hay là thiếu thốn như nào có, thì sau đây cũng mời tất cả các bác cô chú anh chị cùng em cùng mấy tất cả bà Loan tới chia sẻ. Vâng, thưa các bác, đây là bà Loan ạ. Đây cũng là bà cũng dẫn như tất cả anh em bên YouTuber đi vào bên trong nhà xem tình thiết bị của bà đến đâu và công trình của bà như nào ạ. Vâng, chị mấy bà chú là cho em được biết như tất cả cộng đồng mạng hỏi là nhà thiết bị nhà vệ sinh của mình đằng nào. À đây ạ, nhưng mà thiết bị nhà vệ sinh tất cả của mình là đầy đủ hết rồi, và tại sao là nhà vệ sinh của mình chưa gì ạ? Đây À, mình bắn bắn thành
vệ sinh từ đây này sang chỉ có để một lối đi vào vệ sinh. Hoặc là cửa cái cửa vào mình đây đúng không? Vâng đấy. Nhưng mà mai kia là mình bắn, mình không tính là xây. Tại sao mình không xây nhỉ? Không, em muốn hỏi là tại sao mình không xây? Hay như nào đó, cùng lắm em với chị Hồng cũng là kêu gọi tệ mạnh thường quân. Biết rồi nhé. Là cũng là lên là xây cho an toàn và bảo đảm cho mình. Không bao giờ mình làm là như lúc này tất cả thường quân. Mạnh thường quân đang theo dõi của mình. Mạnh thường quân là đang theo dõi của mình từ đầu đến cuối. Đó, cả như là bảo loan, thiết bị của bảo loan như nào phải đúng và hoàn hảo hơn, không như bây giờ mạnh thường quân đang theo dõi bà mà không lên này cho bà làm cái nhà vệ sinh mà bẹp được đó. Thì về em đang băn khoăn là cả như chị Hồng Bí Ngô đang băn khoăn, như chị nhà ở nhà đang ngồi băn khoăn tại sao nhà vệ sinh mình chưa xây, mà tất cả là chắc hết rồi, cửa chắc ngày mai cũng có đúng không ạ? Vâng, đó là em vâng, có thì em cũng là mấy chị Hồng Bí Ngô cũng là kêu gọi trên cộng đồng mạng là cũng là giúp đỡ cho bà và cho bà tất cả nhà vệ sinh, thiết bị nhà vệ sinh từ A đến Z mà xây lên không bao giờ bắn các kiểu mình che trắng nhà vệ sinh ngò bẹp được. Nên mình lên cái gì là mình phải là đến cùng luôn mà không đóng hơn các anh chị cộng đồng mạng thì để em mẹ con em là bắn nhung kính xây. Vâng, em bắn khung nhung kính lên này ngăn đấy xong. Nhưng mà em nghĩ là gọi nhung kính không nó ngon, nó là rất là đơn giản và đơn sơ mà rất là kính thì kính là thoáng mà sáng quá. Nên tại sao mình nên cố gắng là em cũng kêu gọi cộng đồng mạng và như các mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ cho bà là đốt thiết bị nhà vệ sinh xây lên mà cửa dạng đàng hoàng luôn, không nên mà mình làm bó bè được. Thì tất cả mạnh thường quân cũng là theo dõi của bà Loan từ đầu đến cuối và mạnh thường quân là đang lo lắng của bà từ A đến Z như thiết bị và chỗ ngủ như nào mà chưa thấy đâu. Thì ngoài ngày hôm nay cũng là các người mạnh thường quân cũng điện cho chị Hồng Bí Ngô rất là nhiều, hỏi tại sao mà nhà thì gần hoàn thiện xong rồi mà chưa thiết bị chưa có mà từ đâu, mà hỏi tất cả nhà vệ sinh đây, các bác cô chú ấy chị nhà vệ sinh như này luôn đó, chưa gì luôn này đó. Cũng là hôm nay cũng em cũng nói chuyện với bác Loan với chị gái chị Tô Quỳnh à, chị Quỳnh đấy, chị Quỳnh nói là thiết bị nhà vệ sinh thì chị bắn mai kia gọi rung rèm cửa kính. Thì em có nói chung thì rất là hò bẹp, không đồng ý. Thì muốn kêu gọi tất cả các đồng mạng quân và góp tay góp sức ủng hộ lốt bà thiết bị nhà vệ sinh xây lên đàng hoàng và không bao giờ mình là đến nơi tối, không bao giờ mình bắn khung kính làm gì, mình xây lên đàng hoàng mà cửa giảm đầy đủ hết. Trên cộng đồng mạng thì tôi để mẹ con em xây, em bắn bằng kính không được, mẹ con em là lo được cái đấy ạ. Các bác là ví dụ mà mái tôn được rồi, vâng, lúc mà gia đình mình đang khó khăn cái gì đó thì bây giờ tất cả người mạnh thường quân cũng đang mong chờ gia đình mình cũng là lên tiếng kinh tế như là thiếu thốn hay gì đó thì tất cả cộng đồng mạng và các người mạnh thường quân cũng là đang sẵn sàng để ủng hộ cho bà và nơi hoàn hảo luôn cái ngôi nhà đầy đủ hết, không bao giờ thiếu thốn gì đâu. Thôi thì em xin cảm ơn, em lo dần cho mẹ em những cái đấy được. Vâng, nhưng mà hiện tại như này các bạn, hiện tại như này mà chị Hồng Bí Ngô chị không đồng ý rồi. Đấy, chị Hồng Bí Ngô đã không đồng ý tất cả thiết bị nhà vệ sinh như này luôn các bạn. Đây, cửa giả chắc là ngày mai người ta lắp đúng không ạ? Cứng cái mép cửa xong là ngày hôm nay người ta mới chắc này. Chắc vào tầm 2-3 ngày nữa thì đấy người ta lắp cửa. Nói chung thì em cũng nghe được tin là cửa giả có người hỗ trợ giúp. Thì bây giờ quan trọng nhất là cái giường ngủ chưa thấy đâu này. Thứ hai là thiết bị vệ sinh chưa có gì luôn. Đây mà mới có một cái khung thôi. Gọi là khung nhà thôi. Vâng, nói chung là tất cả mạnh thường quân cũng là vui mừng được cái câu chuyện của bà Loan và từ đầu cuối thúc lều tranh nhỏ hiện tại của bà được ngôi nhà như này, là mạnh thường quân rất là vui mừng.
và bao nhiêu thì qua cũng là các người mạnh thường quân cũng điện cho cháu rất là nhiều, hỏi tại sao mà chân lăng địa phương tại sao không vào cuộc sớm mà mấy tháng rồi mà kéo thời gian cũng gần một năm rồi thì để cho bà khổ mà lắng mưa rồi mấy ngôi nhà túp lều tranh nhỏ thì lắng mưa thì cũng nóng mà mùa hè thì rất là nóng và không chịu đựng được. Thì hôm nay cũng được em xuống đây em quay trực tiếp như là các bác cô chú anh chị cũng được cái dịp hôm nay em xuống đây thì em quay được cái ngôi nhà rất là đẹp nhưng mà vẫn nhiều cái là rất là thiếu thốn.